Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2020, thứ ba, tuần thứ nhất, mùa vọng, năm B. Trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự tung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, bêu nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, bò cái và gấu cái sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân, các dân sẽ khẩn cầu ngài, và mỗi ngày sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trợ. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển đó đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sống người cùng khổ. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Chúc tôn danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và
và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy. Vì chừng ta bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trở nên người bé mọn. Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Luca chương 10 câu 21. Suy niệm: xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, Đức Trinh Nữ Maria đã cảm tạ phận nữ tỳ hàng mọn, người đói thương nhìn tới. Luca chương 1 câu 48. Trong đêm ngôi hài Thiên Chúa Giáng sinh, những người đầu tiên được thiên thần báo tin đến thờ lại hài nhi Giêsu không phải là những nhà thông thái, những người am hiểu kinh thánh, mà là những người chăn chiên ở ngoài đồng. Sau này Đức Giêsu cũng tuyển chọn các tông đồ, đa số là những người đánh cá, không thuộc giới trí thức của xã hội. Những người bé mọn được mặc khải mầu nhiệm nước trời vì họ khiêm tốn, đơn sơ, tín thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào kho kiến thức và những lý lẽ uyên bác của mình. Mời bạn suy niệm lời ngợi khen của Đức Maria trong bài ca Magnificat, tâm tình cảm tạ của Đức Giêsu lần dở những trang kinh thánh và lịch sử giáo hội để thấy rằng Thiên Chúa đã làm những điều lớn lao qua những con người bé mọn. Đừng nghĩ rằng mình quá bé nhỏ không đóng góp được gì. Hãy xác tín rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự qua những con người bé mọn, nhưng biết tín thác vào Ngài. Chia sẻ cách bạn đã học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với lời Chúa. Sống lời Chúa, suy niệm lời Chúa, đọc tiểu sử các thánh để nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã làm qua những con người bé mọn. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết sống như người bé mọn, để trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương đến cho mọi người. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Mang nặng đẻ đau. Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 như sau: Mùa vọng là mùa của thai nghén. Có lẽ chỉ có những người đàn bà đã hơn một lần kinh qua thời kỳ thai nghén và sinh nở mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Trong 9 tháng 10 ngày này, ngoài những nôn mửa không ngừng, người đàn bà mang thai thường phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau của vui buồn lẫn lộn. Vui vì sự sống và niềm hy vọng đang lớn dần trong tâm hồn và thể xác của mình. Người đàn bà mang thai cũng lo sợ vì những bất ngờ không lường trước được. Những đột biến trong người cũng khiến cho người đàn bà mang thai cảm nhận được sự mỏng giòn, yếu đuối của con người. Tất cả mọi cử động, chế độ dinh dưỡng đều được cân nhắc cẩn thận để không phương hại đến bào thai. Có nên tiếp tục đi nhanh như trước kia không? Có được hút một điếu thuốc như trước không? Có nên dùng cà phê không? Có nên dùng một chút bia rượu không? Có nên thức khuya không? Tất cả đều được cân nhắc, từng ly từng tí. Bào thai càng lớn dần, niềm vui và nỗi lo lắng cũng tăng thêm. Và khi đến ngày nở nhụy khai hoa, như Chúa Giêsu đã nhận xét, niềm vui của người đàn bà khóa lấp được tất cả những chờ đợi trong khi mang thai và những đớn đau trong khi sinh con. Sự chào đời của hài nhi không những mang lại niềm vui, nhưng cũng đảo lộn cuộc sống trong gia đình. Đứa bé đã trở thành trung tâm của cuộc sống gia đình. Giờ giấc thay đổi, nhịp sống cũng thay đổi, và có lẽ cái nhìn cũng đổi mới với mọi người trong nhà. Mùa vọng là mùa của thai nghén. Do tiếng thưa xin vâng đáp trả của đức tin, chúng ta cũng cưu mang chính Chúa. Như người đàn bà có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của bào thai, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện mỗi lúc một thêm thân mật và gần gũi của Chúa trong tâm hồn chúng ta.
cũng như người đàn bà mang thai có thể nhận ra sự mỏng giòn yếu đuối của mình. Với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc hơn những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi trong từng cố gắng vươn cao hơn, cũng như người đàn bà mang thai cân nhắc từng đường đi nước bước, từng cách ăn mặc đi đứng. Người cứu mang Chúa cũng tập trung tất cả suy tư, hành động, cư xử của mình vào chính Chúa. Lẽ sống là động lực của người có niềm tin chính là Chúa. Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng. Người cứu mang Chúa cũng thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả đúng đòi hỏi ấy khi Ngài nói về Chúa: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Càng quên mình, người tín hữu Kitô càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Đó là định luật của đời sống đức tin. Chính khi quên mình, người Kitô cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và càng gặp được chính mình. Mùa vọng là mùa của thai nghén. Chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ trong tâm hồn chúng ta, cũng như người đàn bà quên mình vì không biết bao nhiêu chuẩn bị cho con. Chúng ta cũng hãy hưởng trọn cuộc sống của chúng ta về với Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta, nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn bất chính, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ, nhỏ lại trong muôn vàn những đớn hèn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và rồi với Chúa ngự trị trong ta, tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim. Bài Trích Sách Lẽ Sống.